Welcome back to my channel Lubu Live Vlog. Bây giờ là health dinner, ăn tối với lại là bún noodle. Wow, look very delicious, like pork, soup pork and noodle. Rye noodle, yeah, and with meat with nước mắm and chili. Wow, so right, very delicious now. That hot food, so maybe good. Chili. Like chili like that and very spicy. Wow. And when it's this and we can mix. Very nice. Yeah, like that. Wow. Rất là ngon các bạn. Dinner, my dinner. Rất là ngon ha. Nước mắm mà nước mắm mặn mặn, xong rồi với this one so fish, so fish. Very delicious. Cái này mà trời lạnh á, mình ăn món nóng vô rồi ăn cay vô nữa, rất là đã các bạn, rất là đã luôn á. Ăn như bún vậy á, có nước thấp nữa, rất là ngon. Cái da của mình rất là khô luôn rồi, mới tắm xong rồi cái rửa mặt mà xà bông luôn á. Nó xong rồi cái lòng nghe nó khô da, mà mình chưa có sức chịu nặng lên á. Ok, see you later. I need to finish my dinner now. Okay, see you later.